Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đối với dịch vụ vệ sinh môi trường đang được Xí nghiệp Môi trường thành phố Lào Cai đẩy mạnh thực hiện trong thời gian qua. Chỉ cần một vài thao tác trên chiếc điện thoại di động có sử dụng phần mềm chuyên dụng, nhân viên thu phí có thể tra cứu số tiền sử dụng dịch vụ vệ sinh môi trường của từng hộ dân. Việc thu phí vệ sinh môi trường nhờ vậy thuận tiện hơn rất nhiều, giảm thiểu tình trạng viết sai, mất hóa đơn, thông tin khách hàng thiếu chính xác. Khi mà đến địa chỉ gia đình ấy thì chúng tôi cũng chỉ cần gõ tên, đúng tên ở địa chỉ thì nó sẽ ra luôn cái giá trị mà chúng tôi cần thu, giá trị gia đình phải nộp. Sử dụng phần mềm thanh toán điện tử, việc in, kê hóa đơn cũng được thực hiện nhanh chóng, có thể trả hóa đơn ngay tại chỗ cho khách hàng. Việc trả hóa đơn cũng đã được tích hợp với các ngân hàng và các ví điện tử, rất tiện dụng và được người dân đánh giá cao. Qua cái phần mềm điện tử như này thì là nó rất là nhanh gọn ạ, thuận tiện cho chúng tôi ạ, như giống như kiểu là mình đang không có tiền mặt trong người, mình có thể chuyển khoản qua Viettel Pay hoặc là qua ngân hàng cũng được ạ. Qua một năm áp dụng phần mềm quản lý khách hàng vệ sinh môi trường, Xí nghiệp Môi trường thành phố Lào Cai đã giảm được số lượng nhân viên thu phí từ 200 người xuống chỉ còn 12 người. Nhờ thế công ty tiết kiệm được nguồn chi phí khá lớn. Khi mà áp dụng cái công tác này vào thì cơ bản thì trong cái quản lý hóa đơn chứng từ thì nó cũng có rất nhiều thuận lợi. Ví dụ khi mà tôi rà soát các cái số liệu, số tiền của mọi người đi thu thì mình vào máy, vào hệ thống là mình có thể xem được số liệu, số tiền thu của từng người. Việc áp dụng các tiện ích của công nghệ thông tin vào công tác quản lý dịch vụ vệ sinh môi trường sẽ góp phần xây dựng đô thị thông minh hiện đại. Đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, việc áp dụng công nghệ thông tin cũng sẽ giúp giảm thiểu việc tiếp xúc gần, đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả.